bạn ơi, tin có một tin rất là đáng buồn luôn nè các bạn ạ. Những bạn nào mà có đăng ký game á, bằng tài khoản Yahoo á, thì coi như là các bạn sẽ không thể nào đổi password được đâu các bạn ạ. Nếu như mà các bạn quên mật khẩu đó, thì đây là mình thử cho các bạn xem nè. Đây là cái mình thử nhập cái tài khoản Yahoo của mình vô đó, tài khoản Yahoo phải không? Một khi mà mình bấm submit thì sau đó các bạn vào trong cái email Yahoo đó, thì đây là cái email Yahoo của mình nè, không phải ngàn nào đó, thấy không vẫn không vô, vẫn không thấy luôn các bạn ạ. Đó, nó refresh lại rồi vậy mà cũng không có thấy được cái email đổi mật khẩu. Nhưng mà khi mà mình gõ cái Gmail vô á, gõ Gmail vô đây này, em thử nè đó, cloud ground đó, nó submit phải không? Cho đó các bạn vào check cái Gmail này đó, các bạn thấy không? Đây đó, 0 minute nè, 11:55, ngủ giờ 55 đó, thấy không? Nó cho mình cái đường link để đổi password nè, nó gửi ngay luôn đó các bạn ạ. Đằng này Yahoo nó không thấy gửi luôn các bạn ạ. Wow, thật sự rất là buồn luôn á. Nhưng ra cái chiến dịch gì mà thay đổi mật khẩu á, như cái đổi mật khẩu nè đó, các bạn thấy không, nó bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đó, tới ngày xong 1 tháng 5 là nó sẽ đổi luôn cái password luôn. Trong khi á, cái game account mình á, tài khoản game mình á là của cái tài khoản Yahoo này, mà bot photo nó không gửi qua email này, sao mà mình đổi mật khẩu được, phải không các bạn? Đó, phải là trong Gmail nào thì mới được, còn Yahoo là nó không được. Trời ơi, như vậy là coi như là mình mất luôn cái toàn game đó rồi, hoặc là mình lại phải bắt đầu từ đầu nữa, chán ghê luôn các bạn ạ. Bắt đầu từ đầu cho nên mất rất là nhiều thời gian luôn á. Mình không hiểu luôn, không biết thì mình có nên tiếp tục chơi game Dragon Saga không nữa, hay là mình chuyển qua game Mini World đi, Mini World hay Minecraft gì á, cho nó xong nhé. Mình buồn, rất là buồn luôn, bây giờ không chơi được. Bây giờ chỉ có thể là một là mình vào trong cái game account mà có cái tài khoản Gmail á, hai là thôi mình bỏ game Dragon Saga, sau đó mình chuyển qua cái game Mini World cho rồi nhé. Không biết các bạn muốn mình tiếp tục chơi game Dragon Saga không, hay là chuyển qua Mini World, thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Ok, cho nên đó, các bạn hãy học cái kinh nghiệm của mình nha. Học kinh nghiệm của mình là đừng có sử dụng đừng đăng ký tài khoản Dragon Saga bằng Yahoo nữa. Các bạn hãy đăng ký tài khoản Dragon Saga bằng Gmail đi nhé, cho nó lành cho rồi nhé. Ok, và bây giờ thì mình xin tạm dừng tại đây nha các bạn thấy cho mình chơi và mình hướng dẫn, và mình mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình, comment, like, share và subscribe kênh của mình nhé. Ok, nếu như mà các bạn muốn mình chơi Dragon Saga tiếp tục thì các bạn cứ bình luận bên dưới. Ok, bye bye. À đúng rồi, mình quên nói nữa. Thì mình với lại mình cũng đã làm xong gần hết cái series của Dragon Saga rồi. Chứ còn cái DOD với gì nữa ta, quên rồi. À, eo gà. Đánh eo gà là mình chưa đi thôi. Nhưng mà thôi, như vậy thì cũng đã xong rồi. Mình đã lên được cấp 85 rồi thì thôi. Ok, bye bye.